Những ngày vừa qua, Ấn Độ đã trở thành điểm nóng Covid-19 mới của thế giới. Tình hình lây nhiễm Covid-19 và số ca tử vong tại đất nước Nam Á khiến toàn cầu sửng sốt. Chỉ tính riêng tại thủ đô New Delhi đã ghi nhận trung bình 5 phút lại có một người chết vì Covid-19. Bộ Y tế Ấn Độ ngày 23 tháng 4 cho hay, chỉ trong 24 giờ, nước này ghi nhận 332.730 ca mắc mới và 2.263 ca tử vong. Video quay lại khung cảnh điểm thiêu xác bệnh nhân Covid-19 ngoài trời tại New Delhi được quay vào ngày 23 tháng 4 cho thấy tình cảnh thảm họa tại đất nước này. Được biết, khu hỏa thiêu này đã hoạt động quá tải công suất suốt ngày đêm không ngừng nghỉ suốt những ngày vừa rồi. Người mất bị đặt trực tiếp trên những chiếc giường sắt và nhanh chóng được hỏa táng trong vài phút. Ấn Độ hiện đã vỡ trận trong việc phòng chống Covid-19. Tình cảnh đáng lo ngại tại đất nước này cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh tới thế giới rằng chủ quan trước Covid-19 bây giờ vẫn là quá sớm